theo dự báo của Bộ Y tế thì dịch sốt xuất huyết trên cả nước đang có diễn biến phức tạp và có thể bùng phát diện rộng. Số ca nặng cũng đang có chiều hướng tăng lên. Vâng, tại Hà Nội thì hiện nay thời tiết diễn biến bất thường, mưa nắng thất thường và dịch sốt xuất huyết sẽ tăng đỉnh điểm, dự báo là vào tháng 8 tới đây. Thực tế thì tại một số bệnh viện chỉ trong 2 tuần gần đây thì liên tiếp các ca mắc cả người lớn và trẻ nhỏ phải nhập viện. Theo các y bác sĩ, quan trọng nhất là phải sớm chẩn đoán được các triệu chứng để điều trị kịp thời. Ngày hôm nay anh còn chảy máu chân răng không? Chảy máu chân răng thì đa số là đêm thì em bị thôi. Còn buổi ngày là sau khi xúc miệng mà nó hết. Sốt cao, đau mỏi người, được chẩn đoán là sốt virus ở tuyến dưới nhưng điều trị 3 hôm không khỏi. Chỉ khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, anh Kiên mới biết mình bị sốt xuất huyết trong tình trạng khá nguy hiểm. Tại vì các cái phải xét nghiệm mới ra được chị ạ. Chứ ban đầu bình thường như các cái bệnh khác thì cũng đoán được là mình bị sao, nhưng mà lần này em thấy nó khác. Trung bình một tháng trở lại đây, mỗi ngày bệnh viện này tiếp nhận khoảng 10 ca bệnh sốt xuất huyết là người lớn. Trong đó không ít trường hợp phải nhập viện điều trị trong tình trạng nặng. Người nó quay cuồng, nó nằm còn không dậy nổi, còn cứ chỉ có xoay xung quanh giường, không sao dậy nổi nữa. Nó không như là cái sốt cảm cúm hay bình thường. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hoè Nhai, khoa nhi cũng liên tục tiếp nhận trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết và phải điều trị nội trú tại viện. Theo các bác sĩ, sau giai đoạn sốt cao, gia đình vẫn phải theo dõi sát trẻ để phòng những biến chứng nguy hiểm. Lúc cháu bị thì cháu sốt rất là cao ấy. Đấy, mà toàn tự ở nhà, tức là cháu không thể hạ sốt được ấy. Sốt huyết mà nhẹ thì nó có thể là chỉ dưới da, nhưng mà sốt huyết nặng hơn thì ở các nội tạng, cho nên là cần phải quan sát và để ý và đi tiểu, nước tiểu có đỏ hay không. Ngoài ra là theo dõi tình trạng đau bụng của cháu. Đấy là những cái dấu hiệu mà có thể là cảnh báo nguy hiểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, hiện thành phố còn 10 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại 7 quận huyện. Thành phố cũng đã phân tuyến quản lý điều trị người bệnh sốt xuất huyết. Và Bộ Y tế cũng lưu ý là các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến cuối tập trung nguồn lực để thu dung, điều trị những trường hợp sốt xuất huyết nặng, hạn chế vận chuyển người bệnh vượt tuyến, trừ trường hợp là vượt quá khả năng điều trị.